đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Nhiều người có những bí mật được giữ kín sau những bức bình phong đẹp đẽ của cuộc sống. Người ta thường xây dựng nên vẻ ngoài hoàn hảo để che đậy đi những khiếm khuyết và tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng khi những biến cố không ngờ tới ập đến, những điểm hỏng hóc ấy dễ dàng bị phơi bày dưới ánh sáng của lẽ thật, để lại cho mỗi người một câu hỏi lớn: liệu mình sẽ xử lý những chỗ hư hỏi ấy hay tiếp tục sống chung với chúng và để chúng ăn mòn tâm hồn? Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Dan Bezer qua chủ đề Sự hư hoại ẩn dấu. Năm ngoái, một cơn bão đã quét qua thị trấn chúng tôi với sức tàn phá ghê gớm. Nhà thờ của chúng tôi chịu thiệt hại cực kỳ nặng nề. Nhiều tín đồ phải đối mặt với việc mất trắng tài sản. Vợ chồng tôi không khỏi biết ơn khi ngôi nhà của chúng tôi vẫn còn đứng vững sau cơn bão. Tuy nhiên gần đây, chúng tôi đã trải qua một cú sốc không hề nhẹ. Trong quá trình chuẩn bị sửa sang lại phòng ngủ chính, chúng tôi phải di dời mọi thứ, từ đồ nội thất đến thảm trải sàn và rèm cửa. Và rồi, chúng tôi phát hiện ra phần còn thiếu của câu chuyện. Khi các bức bình phong không còn nữa, một góc phòng ngủ bất ngờ lộ ra dấu hiệu hư hại nghiêm trọng do thấm nước. Có vẻ như cơn gió mạnh trong cơn bão đã khiến gạch lợp bị bong tróc, tạo kẽ hở cho nước tràn vào bên trong tường. Và suốt nhiều tháng qua, chúng tôi không hề hay biết. Thiệt hại không quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ cần phải được khắc phục. Ôi chao, bấy lâu nay, sự mục nát đã lẩn khuất ngay trong căn phòng của chúng tôi, bị che khuất dưới những tấm rèm dày. Sự việc này mang đến cho cá nhân tôi một bài học rõ ràng về thuộc linh. Chúng ta cần tự vấn bản thân. Có bao nhiêu điều kín giấu trong đời sống mà chỉ có Chúa mới biết? Những ý đồ sâu kín, những lời chưa nói ra, dù luôn trăn trở trong tâm trí, sự cay đắng và giận dữ, niềm oán hận từ những chuyện cũ kỹ trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta đã kỹ càng che giấu mọi thứ, rồi bất chợt một biến cố xảy đến, bình phong bị dỡ xuống. Thế là ánh sáng của lương tâm, của Kinh Thánh bắt đầu soi rọi vào những chỗ mục nát. Và câu hỏi đặt ra là: chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta có tiến hành sửa chữa không? Dù cho việc đó có tốn kém hay phiền phức đến mấy, hay chúng ta sẽ mạo hiểm sống chung với những nấm mốc, những tư tưởng tiêu cực, những thói quen xấu ngày càng phát triển và chiếm lĩnh cuộc sống mình? Quyền quyết định nằm trong tay bạn. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối. Daniel chương 2, câu 22. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Nguyện ánh sáng Chúa phơi bày những góc tối trong lòng con, những hư hoại mà con cần xử lý. Xin giúp con nhận ra và đối diện với những điều kín giấu trong lòng mình, những điều con đã cất giữ và che giấu dưới những bình phong dối lừa. Dù cho việc đó có thể đầy thách thức và khó khăn, xin cho con lòng kiên nhẫn và sự khôn ngoan để sửa lại những gì đã hỏng, nhờ quyền năng chữa lành của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, đôi khi Chúa cho phép những biến cố xảy ra để chúng ta có cơ hội nhìn lại bản thân và thực hiện những thay đổi tích cực. Khi bức bình phong đã được kéo lên, chúng ta không thể làm ngơ trước những hư hoại cần được sửa chữa. Hãy nhìn nhận và đối diện với chúng, nhờ ơn Chúa để loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng ta, hầu cho chúng ta được thánh khiết và tươi mới trước mặt Ngài. Những lối ơn ngày xưa cách xa.
mọi điều, tâm hồn nay được trắng trong.